Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ, thông chốt kiểm tra nồng độ cồn. Vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 24 tháng 5, Tổ công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn chất ma túy Công an huyện Nam Sách thực hiện nhiệm vụ tại đường Trần Phú thuộc địa phận khu Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách đã ra tín hiệu dừng xe. Đinh Ngọc Hai tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến một đồng chí bị ngã. Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, lập biên bản, kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả 0,605 mg trên 1 lít khí thở.